Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu một trong những phân mẫu xe nhập khẩu phân khúc B bán chạy nhất trong thị trường Việt Nam hiện tại. Thì chiếc xe Mazda đó chính là chiếc xe Mazda 2. Và các bạn biết gì không? Chương trình trong tháng này đang được hỗ trợ cho cái dòng xe nhập khẩu phân khúc B này lên tới là 100% thuế luôn. Thì để tìm hiểu thì chúng ta sẽ cùng đi một vòng qua và đi với tôi xem các cái chương trình khuyến mại trong cái tháng này nó như thế nào nhé. Thì hiện tại Mazda 2 đang được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Bản AT đang là 479 triệu và cũng đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ, chỉ còn 434 triệu thôi. Và giá lăn bánh bây giờ chỉ còn là khoảng 490 triệu. Đấy. Ở bản cao nữa là bên trên nó một bản là bản Luxury với giá được công bố là 559 triệu và cũng đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ luôn. Hiện tại chỉ còn 509 triệu. Và với cái chương trình hỗ trợ 100% thuế trước bạ thì lăn bánh bây giờ chỉ còn 570 triệu thôi các bạn ạ. Đấy. Và chi tiết giá như thế nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi còn hỗ trợ các cái phần quà cũng như là chi tiết về giá bán để hỗ trợ thêm cho khách hàng nữa. Đấy. Ngoài cái chương trình hỗ trợ 100% thuế trước bạ ra ấy, thì chúng ta còn được tặng thêm một cái gói phụ kiện 40 triệu nữa. Đó, rất là nhiều luôn. Gồm có dán phim này, tặng một bộ thảm này, tặng lót cốp này, cánh hướng gió này, ốp bô thể thao này. Đấy. Thì tôi với các bạn sẽ đi một vòng qua như thế này để xem cái bề ngang của xe nó bề thế như nào. Mazda 2 là dòng xe nhập khẩu với cái chất lượng cực kỳ là cao và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Màu đỏ pha lê thì là một trong những cái màu gọi là linh hồn rồi của Mazda rồi. Đấy. Đó, rất là đẹp luôn. Cách bố trí rồi. Chiếc xe Mazda 2 này thì cực kỳ tiết kiệm xăng nhé các bạn nhé. Nếu mà chạy trung bình nó chỉ rơi khoảng 4 lít thôi. Không, các bạn không nghe nhầm đâu. 4 lít thôi nhé. Đấy. Nội thất hoàn toàn là bọc da. Chất lượng của xe nhập cực kỳ chắc chắn. Thì để biết được chi tiết giá bán cũng như là các chương trình khuyến mại thêm và có thể đàm phán thêm được cho khách hàng thì hãy liên hệ vào inbox của chúng tôi nhé. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cũng như là trao đổi trực tiếp cho các bạn. Xin cảm ơn.